Câu chuyện cậu bé Tích Chu. Trong một ngôi nhà nọ, có cậu bé Tích Chu ở với bà. Bà rất yêu thương Tích Chu. Khi Tích Chu ngủ, bà thức để quạt cho Tích Chu. Có thức gì ngon, bà cũng nhường cho Tích Chu ăn. Nhưng Tích Chu chẳng thương bà. Suốt ngày, Tích Chu chỉ mải mê chơi đùa. La 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 la. Một hôm, bà bị ốm. Trên giường, bà cất tiếng gọi. Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước. Bà khát quá. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng chẳng thấy Tích Chu đâu. Khát quá, bà liền biến thành chim. Tích Chu đang mải chơi cùng chúng bạn, chợt chú thấy đói bụng quá. Chú liền chạy về nhà gọi bà. Bà ơi, bà có gì cho cháu ăn không? Cháu đói quá. Vào đến nhà thì bà đã hóa thành chim. Tích Chu gọi. Bà ơi, bà ơi, bà đâu rồi? Chú chim cất tiếng nói. Tích Chu ơi, bà khát nước quá. Bà phải biến thành chim để bay đi kiếm nước uống đây. Thôi, bà đi đây. Nói rồi, chú chim liền bay qua cửa sổ. Tích Chu vội vàng chạy theo. Vừa chạy, Tích Chu vừa gọi. Bà ơi, bà đừng đi, bà đừng bỏ cháu, bà ơi. Tích Chu chạy mãi, chạy mãi, nhưng chú chim đã bay đi mất. Tích Chu đứng khóc nức nở. Bỗng một cô tiên hiện lên và bảo, Tích Chu ơi, vì cháu chưa ngoan, chưa biết chăm sóc khi bà ốm, nên bà đã biến thành chim để bay đi tìm nước uống rồi. Làm thế nào để cháu cứu được bà cháu bây giờ? Ta cho cháu bình nước này. Cháu hãy đi đến suối tiên và múc nước về cho bà uống, thì bà cháu sẽ trở lại thành người. Nhưng đường đến suối tiên xa lắm, cháu có đi được không? Cháu cảm ơn cô, cháu sẽ cố gắng để cứu được bà cháu. Tích Chu cầm bình nước, chạy mãi, qua bao nhiêu rừng núi. Cuối cùng, Tích Chu cũng đến được suối tiên. Tích Chu mừng rỡ, chú vội ngồi xuống và múc đầy một bình nước. Sau đó, chú vội vàng quay trở lại tìm bà. Về đến nhà, Tích Chu gọi to. Bà ơi, bà ơi, bà đâu rồi? Cháu mang nước về cho bà rồi đây. Nói rồi, Tích Chu đem nước đến cho chim uống. Vừa uống được nước suối tiên, chim vỗ cánh bay lên và hóa trở lại thành bà. Tích Chu ôm châm lấy bà và nói, bà ơi, cháu biết lỗi rồi. Từ nay trở đi, cháu sẽ luôn ở bên để chăm sóc bà. Từ đó trở đi, hai bà cháu lại chung sống hạnh phúc bên nhau. Các cháu ạ, vậy là Tích Chu đã nhận ra lỗi của mình rồi đấy. Chúng mình cũng cần phải biết yêu thương, chăm sóc những người thân trong gia đình, các cháu nhé. Câu chuyện cô kể cho các con nghe đến đây là hết rồi.